tiền chúng ta sẽ đến từ Mây Trăng và một chiếc xe đạp. Quang cho mày lái đang đi những bước đi đầu tiên và tuyệt vời. Như vậy là anh đã quyết định là thử nhảy xuống cái ruộng để tắm xem nó như thế nào. Và tôi nghĩ là có lẽ là chiếc xe này của anh có thể là đi